anh Đinh Văn Cường, 24 tuổi, đến khám với biểu hiện tê yếu, run tay chân hai bên, tê vùng đầu. Tình trạng này kéo dài suốt 3 năm nay. Anh Cường từng đi khám nhiều nơi nhưng không được chẩn đoán ra bệnh. Sau khi thăm khám tại thủ cúc TCI và chụp cộng hưởng từ MRI não, mạch não, bác sĩ phát hiện anh Cường có túi phình xi phong động mạch cảnh trong bên trái. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Doanh cho biết, người có túi phình xi phong động mạch cần phát hiện sớm để theo dõi và can thiệp kịp thời. Bởi vì khi túi phình có kích thước lớn sẽ có nguy cơ vỡ, gây xuất huyết nội sọ dẫn đến đột quỵ. Rất may, túi phình xi phong động mạch não của anh Cường vẫn nằm trong giới hạn cho phép nên bác sĩ yêu cầu anh tiếp tục theo dõi thường xuyên, dùng thuốc theo chỉ định, nếu có bất thường phải đi khám ngay. Nếu có biểu hiện đau đầu, âm ỉ hoặc dữ dội, tê yếu tay chân, suy giảm trí nhớ, nói lắp, mắt nhìn mờ, bạn hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám. Nếu có điều kiện, hãy tầm soát não bộ ngay cả khi không có triệu chứng. Thủ cúc TCI quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nội thần kinh cùng hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại. Liên hệ chuyên khoa nội thần kinh của Thủ cúc TCI để được tư vấn miễn phí và đặt lịch khám.